Sáng ngày 21 tháng 9, ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, người dân và lực lượng cứu hộ vừa cứu được một người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi. Giải cứu người phụ nữ ôm gốc cây giữa dòng nước lũ. Một quả đồi nứt toát, Chủ tịch Quảng Nam đến chỉ đạo nóng. Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giải thích về việc người nhà kháng lệnh di dời tránh bão. Sự thật về clip người đàn ông lội nước xin cứu trợ, nói 7 ngày chưa ăn gì ở Phú Thọ. Giải cứu người phụ nữ ôm gốc cây giữa dòng nước lũ. Sáng ngày 21 tháng 9, ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, người dân và lực lượng cứu hộ vừa cứu được một người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi. Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 9, bà Hồ Thị Loan, 49 tuổi, chạy xe máy qua đường tràn. Mặc dù lực lượng chức năng đã cảnh báo đoạn đường ngập nước do mưa lớn, nhưng bà Loan vẫn đi qua. Khi đi tới giữa đường tràn, xe máy bà Loan bị nước cuốn trôi. May mắn bà Loan bám vào được gốc cây phía dưới. Phát hiện sự việc, một số người chạy tới ứng cứu bằng cách ném dây thừng ra cho bà Loan nắm và kéo vào bờ an toàn. Riêng chiếc xe máy bị cuốn hư hỏng. Bà Loan rưng rưng xúc động nói lời cảm ơn vì quá may mắn khi được mọi người cứu kịp thời. Một quả đồi nứt toát, Chủ tịch Quảng Nam đến chỉ đạo nóng. Do ảnh hưởng của bão số 4, tỉnh Quảng Nam ghi nhận lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Tại xã Đắc Pre, huyện miền núi Nam Giang, Quảng Nam, người dân phát hiện vết nứt kéo dài hàng trăm mét. Cả một quả đồi chờ sạt lở, uy hiếp ngôi làng. Ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang, cho biết địa phương đã di dời khẩn cấp người dân ở vị trí xuất hiện vết nứt, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn đến nơi an toàn. Cụ thể, điểm xuất hiện vết nứt có nguy cơ sạt lở tại xã Đắc Pre đã di dời khẩn cấp 11 hộ trên 41 khẩu. Trước đó, ngày 19 tháng 9, người dân thôn 56B, xã Đắc Pre, đi hái măng trên rừng, phát hiện vết nứt theo hình vòng cung trên đỉnh đồi so với mặt cắt khu dân cư khoảng 60 mét. Vết nứt kéo dài 123 mét, rộng 4-5 mét, sâu 1,5-5 mét. Ngoài ra, tại thôn Công Tờ Rơn 2, xã La Dê, huyện Nam Giang, cũng xuất hiện vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở. Huyện đã di dời 2 hộ trên 9 khẩu ở Sen Ghép, còn 3 hộ có nguy cơ ảnh hưởng tiếp tục theo dõi, sẵn sàng tổ chức di dời nếu có mưa lớn. Khi phát hiện các vết nứt, lực lượng chức năng đã tổ chức vận động di dời toàn bộ người dân đến nơi an toàn ngay trong đêm. Đồng thời, lực lượng biên phòng tổ chức giăng dây, rào chắn, nghiêm cấm người dân đi vào khu vực nguy hiểm và ứng trực để theo dõi, xử lý tình huống phát sinh. Sau khi thị sát khu vực quả đồi có vết nứt vào hôm 20 tháng 9, ông Chương giao các cơ quan của huyện tính toán phương án, đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí làm mặt bằng giúp người dân chuyển nhà. Sáng 21 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh và huyện Nam Giang trực tiếp đến vị trí xuất hiện vết nứt kiểm tra thực tế. Qua khảo sát, ông Dũng khẳng định khu vực này không thể ở được nữa và yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương lên phương án tái định cư cho người dân trước Tết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam động viên 11 hộ dân tại khu dân cư thôn 56B cố gắng vượt qua khó khăn trong thời gian ở Sen Ghép và ở tạm tại các trường học. Đồng thời, ông đề nghị người dân nên tuân thủ yêu cầu của chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng, tuyệt đối không quay trở lại làng cũ trong thời điểm này để đảm bảo an toàn. Ông Lê Văn Dũng yêu cầu lãnh đạo huyện Nam Giang và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, chọn vị trí an toàn để xây dựng khu tái định cư mới và hỗ trợ kinh phí cho người dân. Khẩn trương tìm kiếm vị trí mới an toàn để bố trí tái định cư cho người dân thôn 56B. Khi xác định vị trí thì sớm bố trí phương tiện san ủi mặt bằng. Trước khi chính quyền bố trí nguồn lực cho người dân xây nhà mới, thì người dân có thể di chuyển những ngôi nhà cũ được làm bằng gỗ đến khu tái định cư mới an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành khẩn trương thực hiện các thủ tục để tái định cư cho người dân vùng sạt lở này. Ông Lê Văn Dũng chỉ đạo. Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giải thích về việc người nhà kháng lệnh di dời tránh bão. Ngày 21 tháng 9, bà Trương Thị Thanh Bê, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã có trao đổi quan điểm chồng bà tự ý quay về nhà trong lúc địa phương đang thực hiện lệnh sơ tán phòng chống bão số 4. Bà B cho biết, trưa ngày 19 tháng 9,
Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Ngọc Lâm dẫn đầu đã đến huyện Minh Hóa kiểm tra. Thời điểm đó, bà đang cùng đoàn lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình, chỉ đạo ứng phó bão lũ tại các xã Thượng Hóa, Trung Hóa và Hóa Hợp. Theo bà B, tối ngày 18 tháng 9, gia đình bà đã tuân thủ chỉ đạo của chính quyền địa phương, chủ động sơ tán đến nơi an toàn. Con gái bà được gửi ở nhà bạn, trong khi bà cùng chồng chuyển đến khu bán trú của cơ quan chồng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trưa hôm sau, trước khi bão số 4 đổ bộ, chồng bà B đã tranh thủ quay về nhà, thu dọn một số giấy tờ tùy thân, phòng trường hợp xảy ra sạt lở. Thời điểm đó, dù mưa chưa lớn nhưng chồng tôi khá chủ quan khi quay về. Lúc trở lại nhà, ông bất ngờ gặp đoàn công tác của tỉnh, bà B thuật lại. Bà B cho rằng chồng bà không có ý định vi phạm các quy định về phòng chống thiên tai. Vợ chồng bà đều là cán bộ công chức và ý thức được tầm quan trọng của việc chấp hành quy định. Tuy nhiên, do tình huống bất ngờ và chủ quan nên sự việc đã xảy ra. Bà B thừa nhận đây là một bài học và bà cùng người nhà sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Việc phòng chống bão lũ không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà còn đòi hỏi tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mình. Ông Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa cho biết, việc di dời được huyện chỉ đạo sát sao, triệt để với tinh thần không chủ quan lơ là, luôn đặt tính mạng người dân lên trên hết. Hầu hết các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đều chấp hành việc di dời sơ tán. Các trường hợp ở tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt sau khi chấp hành di dời nhưng sau đó tự ý về nhà cũng đã được vận động thuyết phục đến nơi an toàn, được khuyến cáo chưa vội về lại nhà và chủ động theo dõi diễn biến thời tiết. Sự thật về clip người đàn ông lội nước xin cứu trợ, nói 7 ngày chưa ăn gì ở Phú Thọ. Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cởi trần, lội nước đến ngang bụng, đến xin đoàn cứu trợ thực phẩm. Người đàn ông này nói với đoàn cứu trợ rằng 7 ngày chưa được ăn gì, sau đó ông nhận được 2 suất quà và chiếc đèn pin. Đoạn clip đã lan truyền trên mạng xã hội, làm nổ ra những bình luận trái chiều. Không ít người bày tỏ sự thương cảm với người đàn ông phải chịu cực khổ, đói khát do lũ lụt. Tuy nhiên mới đây, Công an huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết, qua xác minh, Công an xã Đan Thượng xác định đoạn clip nói trên được ghi lại tại địa bàn xã. Người đàn ông trong clip là Trần Quốc Duy, sinh năm 1968. Qua làm việc với cơ quan công an, ông Duy thừa nhận việc nói 7 ngày chưa được ăn gì là hoàn toàn không đúng sự thật. Gia đình ông bị ngập lụt từ ngày 10 tháng 9 đến 13 tháng 9. Hàng ngày, gia đình đều nhận được quà tiếp tế từ chính quyền địa phương và khu dân cư, bao gồm bánh mì, mì tôm, nước uống, cơm, sữa, lương khô. Khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 9, ông lội nước ra đầu ngõ để xin đồ cứu trợ. Khi đoàn hỏi ông Duy đã được ăn gì chưa, thì ông này đáp 7 ngày nay chưa được ăn gì. Ông trình bày đây chỉ là câu nói đùa của bản thân, đồng thời gửi lời xin lỗi tới toàn thể bà con nhân dân và chính quyền địa phương vì việc làm của ông đã ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của chính quyền, nhân dân xã Đan Thượng và cả những người khó khăn hơn trong bão lũ. Hổ tử thần bất ngờ xuất hiện sau mưa lớn, nuốt chửng xe tải ở Hàn Quốc. Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn tuyên bố của Sở Cứu hỏa Busan cho biết, sự cố kinh hoàng xảy ra khoảng 8 giờ 45 phút sáng ngày 21 tháng 9 trên một con đường ở quận Sasanggu, trung tâm thành phố. Hổ tử thần mới xuất hiện tại đây rộng 10 mét, dài 5 mét và sâu 8 mét. Hậu quả là xe thoát nước của Sở Cứu hỏa Busan đang hỗ trợ thoát nước trên đường lúc đó đã rơi xuống hố. Một chiếc xe tải 5 tấn đi ngang qua cũng bị hố sụt lún nút chửng. Nhà chức trách thông báo không có thương vong do vụ tai nạn. Cảnh sát địa phương đã cho phong tỏa hiện trường, trong khi văn phòng quận đang điều tra nguyên nhân gây sự cố. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh mưa lớn qua đêm đã gây ra lở đất và lũ lụt trên khắp Hàn Quốc, buộc hàng trăm cư dân ở các khu vực phía nam đất nước phải đi sơ tán hôm ngày 21 tháng 9. Cục khí tượng Hàn Quốc đã phát đi cảnh báo mưa lớn khắp khu vực phía nam tỉnh Gyeongsang và một số vùng thuộc các tỉnh Gangwon, Chungcheong và Jeolla. Theo Trung tâm Phòng chống thiên tai và an toàn Trung ương Hàn Quốc, tính đến 4 giờ sáng cùng ngày, đã có 506 người thuộc 342 hộ gia đình ở các tỉnh Bắc Gyeongsang và Nam Gyeongsang, Busan và Nam Chungcheong phải đi sơ tán do mưa lũ gây ngập lụt nhà cửa và đường xá. Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo mưa lớn từ thận trọng lên báo động. Thủ tướng Han Duck-soo chỉ thị cho các quan chức khẩn trương huy động mọi nguồn lực hành chính sẵn có nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, cũng như chuẩn bị cho đợt mưa lũ tiếp theo khi cơn bão nhiệt đới Bulasan đang áp sát bờ biển phía nam đất nước.
Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.